Vâng, cho Son và AC, anh Kiên lại cầm AC rồi. Vâng, hai trận AC, ba trận AC liên tiếp của bầu Kiên. Vâng, ba trận AC liên tiếp thì biết là nó đen thế nào rồi. Nhốt dần là nghệ thuật dành cho chim sẻ. Bên kia là Pơ Seng. Rất căng thẳng. Liệu chim sẻ cầm cho Son có một cái gì đó đột biến không? Phát triển hơn người. Có lẽ chỉ chờ đợi như vậy thôi. Không thì là khó. Vâng, một bài cho Son đang cố gắng đưa Hiêu về. Trong khi đó thì bài bên kia anh Bầu Kiên phải có sự thi đấu cơ. Thì cái bài cho Son này mới có cửa được. Chim sẻ vừa lỗi cái con Hiêu rồi. Đáng tiếc. Vâng, bài này liệu có chui được vào cái chỗ này không? Có lẽ là khó. Đây sẽ là BB của chim sẻ. BB. Quan trọng là bầu Kiên phải có dìu bổ và có thi đấu ở lúc đầu thì mới có cửa được. Đã có BB thứ hai. Nếu như chim sẻ khoanh được một vòng ruộng ở phía khu vực chiếc BG thì cũng tươi. Đây là BM. Vâng, đi công luôn. Cánh bên kia là cánh của chim sẻ, dường như là Seng. Đúng là Seng rồi. Vâng, đúng là Seng của anh Thành Tâm. Chim sẻ đang có lợi thế, nhưng ở nhà của mình chim sẻ cũng đang bị công vào bởi Seng của anh Thành Tâm tương đối mạnh mẽ.
Và anh Thành Tâm cũng đang dồn liên tiếp quẩy lên. Trong khi ở nhà của mình thì anh Thành Tâm cũng đang bị công vào bởi chim sẻ đi nắng. Click chuột vừa bị trượt một tơn, tạm thời chỉ đang là cân. Anh Thành Tâm và chim sẻ đang đổi mạng cho nhau. Trong khi ở cánh bên kia là Pơ và AC. Và tất nhiên là Pơ có lợi thế hơn khi mà có quẩy, còn AC Dian thì không, chỉ có dìu bổ thôi. Và một tơn ôm bom lẫn nhau của cả chim sẻ và anh Thành Tâm ở cánh bên này. Một chiếc bén mới. Bầu kiên bên kia tham vẫn 22. Tương đối được. Vâng, tương đối được. Và đang chơi vào nhà của Persian. Ăn được rất nhiều dân rồi. Một trận mà bầu kiên lên đời cực muộn. Thế nhưng mà không hiểu sao mà lại chơi được nhà Pơ nhiều như thế này. Tham vẫn đang giữ được. Bầu kiên mà đóng được cái mờ bơm đá cho chim sẻ thì tốt biết mấy. Chim sẻ đang hết đá rồi. Vâng, chưa đủ gỗ để đóng mờ để có thể bơm đá được cho chim sẻ. Trong khi chim sẻ đang tham 26 và vẫn đang cân phèo với Seng. Tạm thời vẫn đang ổn. Vâng, đây chính là những con nông dân ăn hoang bãi quả của anh Thành Tâm. Anh Tâm ăn hoang, còn chim sẻ là người đóng ruộng chắc nhà. Đủ bơm đá chứ anh? Vâng, bơm đá cho chim sẻ đi nắng. Được bơm đá rồi. Bây giờ sẻ sẽ phải cố gắng sóc đều hơn. Cố gắng ăn bãi ăn hoang này. Tham đang tạm thời được coi là cân. Vâng, một trận thi đấu mà anh Kiên đang đi ôm bom nhà Persian được rất nhiều dân. Anh Kiên đổi dìu bổ để lấy những con dân này. Tham lai vẫn đang là 29/32. Rất tốt. Chim sẻ có thiếu cái gì không? Anh Kiên cho dân ăn voi đi. Trong khi đó đây là chim sẻ tham 31. Vâng, bị chéo một tơn bởi người cầm Pơ. Một tơn 8 con, vâng 8-9 con quẩy. Chim sẻ cửa thắng của Game TV đang tương đối cao. Nếu như tơn này chim sẻ thủ được, anh Kiên dừng một tơn sóc quân, bơm thực cho chim sẻ. Chim sẻ sóc quẩy ra để thủ được cái tơn. Tơn này thì lại tươi. Bơm cho son. Rồi, một tơn để có thể có đủ quân. Trong khi đó thì ba nhà quẩy của màu 1 cầm Seng. Vâng, tiếp tục bị công vào bởi người cầm Seng ở khu vực phía bên này. Anh Kiên vẫn đang có tham là 30, chim sẻ cũng đang có tham là 30. Cơ hội thắng vẫn đang tương đối cao khi bầu Kiên đã có một trận thi đấu xuất thần. Vâng, đánh dìu bổ rất hay. Còn đây là chim sẻ tham 31 vẫn đang thủ nhà cực kỳ dẻo dai. Tạm thời vẫn đang ổn. Bổ thôi. Anh Kiên chéo nhà màu 3 này một tơn này. Chéo màu 3 một tơn anh. Vâng, chim sẻ đang tươi. Cân được Seng. Anh Kiên cũng đang thơm. Đang đuổi theo những con quẩy. Vâng, và tỷ số là 11-9. Vâng, một trận anh Kiên đánh rất vâng, rất đột biến tới từ AC. Mặc dù nhà siêu nghèo mà không lên được đời. Vâng, nhà siêu nghèo. Vâng, một trận thi đấu tương đối ảo diệu của Game TV. Và tỷ số là 11-9.
Vâng, Game TV đang vượt lên sau chuỗi 3 trận thua thông của mình. Trận thứ 3 AC của mình thì anh Kiên lại thi đấu tương đối tốt, ăn hoa mà không bị phát hiện. Được một bãi quả và một con voi, sóc rất nhiều những con dìu bổ.